Hello, xin chào tất cả các bạn. Lại là thầy Ngọc Anh đây và hôm nay thầy sẽ quay cho các bạn một cái video mà rất nhiều bạn mong chờ rồi. Thầy thấy là cái chương trình của thầy nó biến chất bố nó rồi. Thầy đang từ chương trình dạy lý thuyết 5 giờ sáng bây giờ thành chương trình nhìn nhận đề đại học qua các chuyên đề rồi, qua các năm rồi. Chết cha tôi rồi. Chính thầy làm biến chất cái video của thầy theo một hướng khác rồi và hiện tại bây giờ đang là 2 giờ 52 phút đúng không ạ? 3 giờ gần 3 giờ sáng thì thầy quay video này. Thì video này thầy nói luôn, cảnh báo những bạn đang xem, nó sẽ dài khoảng 1 tiếng đấy, bởi vì điện xoay chiều là chuyên đề rất là dài. Đề minh họa lần 1 nó có 9 câu, thầy vừa nhặt ra xong. Có 9 câu. Đề minh họa lần 2 nó có tất cả là 10 câu và đề chính thức cũng có 10 câu. Tức là hôm nay có rất nhiều câu khó và cũng rất là dài. Nên video này chắc đâu đó tầm 1 phút. Nên là rất cần những nút share của các bạn để share về tường. Chắc chắn là các em xem trong buổi sáng lúc 5 giờ các em không thể xem xong được, đúng không ạ? Xem làm sao mà xong được, đúng không ạ? Thì lúc này các bạn sẽ share và share về tường, đúng không nhỉ? Và sau đó thì chúng ta sẽ xem lại, đúng không ạ? Ở đây là cái link chữa của cái phần sóng cơ thì chưa xóa. Bây giờ mới đang quay phần này thì tí nữa có link chữa ở đây. Đúng chưa? Thì điểm qua một chút về kế hoạch của chúng ta nào. Nào, sang ngày thứ ba rồi đúng không nhỉ? Ngày hôm qua thì do video bị lỗi nên thầy up nó hơi muộn một chút, nhưng hôm nay chắc chắn đúng giờ rồi. Thầy quay tầm 3 giờ như này thì kiểu gì cũng 5 giờ cũng sẽ xong thôi, đúng không ạ? Đấy thì đã quay cái này rồi, đúng nhỉ? Đã quay cái sóng cơ này rồi và thực tế của chúng ta là mục tiêu là 600 chia sẻ và thực tế được 1.100 chia sẻ, đúng không ạ? Tụt so với ngày đầu tiên là 1.000 à 100 chia sẻ, rất là buồn đúng không ạ? Đã có thể tăng lên không nhỉ? Đấy, và thầy mong rằng các em sẽ quay trở lại đúng không nhỉ? Đấy, mục tiêu là 800 chia sẻ và thầy mong thực tế nó vẫn giữ nguyên ở con số trên 1.000. Chỉ cần trên 1.000 là được, đúng không ạ? Mong sẽ tốt đẹp, đúng không ạ? Thì rất cần các bạn chia sẻ và tag thêm bạn bè của mình vào để học các em học sinh biết đến thầy VNA nhiều hơn. Thầy cũng đang rất là buồn, có một câu chuyện tối nay thì có một vài giáo viên bảo là thầy lắm cộng tác viên thế, vote thầy xong không vote cho người khác. Thầy nói luôn, với tư cách là một co-founder của B-School, thầy không bao giờ chấp nhận việc B-School tuyển cộng tác viên để vote học thầy và không vote thầy khác. Đó là chuyện chưa bao giờ thầy làm. Thầy lấy danh dự và gọi là khí chất của một người quân tử, nói câu đấy đúng nhỉ? Không bao giờ thầy làm như vậy. Những cái câu vote, những câu khen của các em học sinh đều là xuất phát từ tình cảm với thầy, đúng nhỉ? Yêu quý thầy và là học sinh của thầy. Sau khi đã học xong và cảm thấy hiệu quả thì vote ngược lại, đúng không? Phản hồi ngược lại, review ngược lại. Chứ không bao giờ B-School của thầy làm những cái trò như kiểu là thuê cộng tác viên về PR. Thầy không bao giờ làm chuyện đấy nha. Đấy, nói qua một chút như vậy vì các em biết rồi, đây là những hành động của thầy đang lan tỏa đến cộng đồng, đúng không nhỉ? Đang lan tỏa đến cộng đồng của thầy. Và không bao giờ có chuyện một giáo viên nào đó ngồi 3 giờ sáng quay cho các em như này và nhiều ngày như vậy, đúng không nhỉ? Nhiều ngày quay 3 giờ sáng và liên tục toàn những video chất con nhà bà lựa, đúng không ạ? Đấy, thì hôm nay mình sẽ làm một phần khó nhất và đây cũng là một phần mà chúng ta sẽ đau đầu nhất, đó chính là điện xoay chiều trong đề đại học, đúng không ạ? Thì thầy sẽ làm nhanh thôi, cứ nhận nha làm nhá. Bắt đầu này. Đấy thì trước khi làm cái này thì rất cần một nút chia sẻ của các bạn là một, chúng ta phải chia sẻ đúng không ạ? Nếu các bạn không chia sẻ thì làm sao thầy có động lực làm tiếp đúng không ạ? Nếu mà thầy thấy ít bạn hóng quá thì thầy làm cái này là vì mọi người, vì cộng đồng thì mọi người phải đón nhận, thầy có kiểu động lực để làm tiếp, các bạn hiểu chưa? Nên cái việc các bạn chia sẻ rất quan trọng nha. Các bạn nghĩ là mình không chia sẻ thì người khác chia sẻ, không 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 có chuyện đâu các em ạ. Nếu ai ỷ lại thì ai sẽ làm, ai sẽ là người làm đúng không ạ? Ai sẽ là người làm đúng không ạ? Đấy thì một cái nút chia sẻ các bạn thôi nhưng đóng góp lại cho thầy là một cái động lực, đúng nhỉ? Ít nhưng mà cứ nhiều bạn thì sẽ thành to lớn thôi, nghe chưa? Và thêm nhớ tang thêm bạn bè của các em vào, đúng nhỉ? Đó là cái điều rất tốt nhá. Rồi, nào. Tiếp theo chúng ta có một câu như sau này. Đề minh họa lần 1, câu 1 này, người ta hỏi là tần số góc của dòng điện thì tần số góc là 100 pi radian trên giây, đúng nhỉ? Tần số góc là đại lượng nhân với t 100 pi radian trên giây, xong chưa? Câu 1 là A nhá. Đây là đề minh họa lần 1 năm 2020. Tiếp câu thứ hai, xuất động do máy tạo ra có tần số là bao nhiêu? F thì bằng p nhân với n, với n là vòng trên giây, đúng nhỉ? Nên câu 2 là D chính xác. Coi là D chưa? Tiếp câu thứ ba, trong quá trình truyền tải điện năng đi xa từ nhà máy phát điện đến nơi tiêu thụ, để giảm công suất hao phí, người ta phải tăng điện áp hiệu dụng ở nơi truyền đi, đúng nhỉ? Tăng áp nơi truyền để làm giảm hao phí trên đường dây. Câu 3 là A. Tiếp câu 4, câu 5 thì sẽ chữa ra ngoài, 4 và 5 sẽ chữa ra ngoài. Đề hôm nay sẽ rất là dài các em nhé, rất là dài nhé. Nào, 4, 5 chữa ra ngoài nào. Ok, rồi đây.
Câu này khá là dễ thôi, người ta hỏi là gì bạn nhỉ? Điện áp hiệu dụng giữa hai đầu R thì UR sẽ bằng I nhân với R, đúng không ạ? 20 nhân với 3 thì hiệu dụng, thì mình dùng hết tất cả hiệu dụng chưa? 60V. Đáp án là A chính xác. A B chính xác, đúng không ạ? 4 là B nhá. Tiếp câu thứ 5, cho một dòng điện xoay chiều có giá trị hiệu dụng là 2A chạy qua điện trở R thì công suất tỏa nhiệt là 60W, yêu cầu tính R. Thì các bạn biết công thức tính P rồi, P thì bằng cái gì các bạn nhỉ? I bình nhân với R, trong đó I phải là giá trị hiệu dụng, đúng không ạ? Vậy các bạn có là 60 chia cho 2 bình nhân với R. Vậy các bạn suy được R bao nhiêu các em? R bằng 15. 60 chia 4 là R là 15 ohm. Câu này đáp án C là chính xác. Đấy. Một đề nó có 10 câu điện, ta làm xong 5 câu điện thì trong một tí là xong, đúng không nhỉ? 5 câu điện là một chút là xong. Cái này là 15 này. Cái này là bao nhiêu vừa tính xong nhỉ? 60 này. Đúng rồi, xong chưa? Tiếp sang câu 6 thì bắt đầu câu 6 nhìn nó đã hơi lòng vòng một tí rồi, đúng không nhỉ? 5 câu đầu thì dễ thật, đúng không ạ? Nhưng câu 6 thì nhìn có vẻ nó cũng hơi lòng một tí thôi, đúng không? Một tí thôi. Nào, một học sinh à, trong một giờ thực hành để đo điện dung của tụ điện thì mắc một cái mạch như hình bên, đặt vào hai đầu MN điện áp xoay chiều có giá trị hiệu dụng không đổi, tần số 50 Hz. Khi đóng khóa K vào chốt 1, tức là mạch chứa R thì số chỉ ampere kế là 1, là I, xin lỗi là I. Khi chuyển khóa K sang chốt thứ hai thì mạch này chứa C, nút R bị hở mất rồi. Đấy thì số chỉ ampere kế là 2I, biết rằng R là 680, đúng nhỉ? Yêu cầu tính C thì cái này dễ quá, đúng không ạ? Mạch ban đầu khi đóng khóa K vào chốt thứ nhất, mạch nó chỉ chứa R. Lúc này điện à dòng điện I sẽ bằng U chia cho tổng trở là R. Khi đóng khóa K sang chốt thứ hai, mạch nó chỉ chứa thằng C này thôi. Nhưng lúc này cường độ này là 2I cơ, thì là 2I bằng U chia cho ZC. Hợp lý chưa? Từ đây các bạn lấy trên chia cho dưới là 1 phần 2 sẽ bằng ZC chia cho R. Xong chưa? Rồi, các bạn tìm được có thầy thằng C này thôi. 1 phần 2 nhân với 680. Đúng nhỉ? ZC của chúng ta là bằng 340. ZC là bằng 340. Và ZC là bằng cái gì các em? 1 phần omega C. Yêu cầu tính được C chưa? C là 1 phần 340 nhân với 100 pi. Đúng không ạ? Rồi, C là 9,36 nhân đến 10 mũ trừ 6 farad. Đáp án A là chính xác. Câu số là A nhá. Số là A chưa? Rồi, số là A. Nhìn nó khó thôi, nhưng nó cũng nhẹ nhàng. Đúng không ạ? Tiếp theo câu thứ 7 thì cứ cắt xong rồi thì chữa cho nó đẹp nhé. Rồi, sắp xong một đề đấy, nhưng mà càng về sau nó càng khó, đúng không ạ? Câu thứ 7 như sau: đặt điện áp như này và mạch gồm R như này, C như này, tức là R bằng 30, ZC bằng 40, L thay đổi được, điều chỉnh L để cường độ dòng điện hiệu dụng là cực đại, L biến thiên mà để I max, nó là trường hợp cộng hưởng, đúng nhỉ? L biến thiên để I max, trường cộng hưởng. Lúc này các bạn điện áp hiệu dụng giữa hai đầu cuộn cảm là bao nhiêu? Ta có được là UL thì bằng I nhân với ZL. Nhưng lúc này L biến thiên để I max, đây sẽ là I max, là I cộng hưởng. Và I max thì bằng U chia cho cái gì bạn nhỉ? R. Bởi vì cộng hưởng nó thì ZL một ZC thì I nó bằng sẽ bằng I max là U chia cho R. ZL thì bằng ZC nên là nhân với ZC là xong. Đây là người ta hỏi hiệu dụng đúng không? U hiệu dụng là 60, R là 30, ZC bao nhiêu các em nhỉ? 40, vậy là 80V. Nghe chưa? Câu 7 đáp án A là chính xác. Vậy là A. Xong chưa ạ? Rồi nha, rất là nhẹ nhàng. Vậy là A nè. Ok, toàn A nhỉ? Câu thứ 8, câu thứ 8. Câu thứ 8. Câu thứ 8 đây. Câu này nhìn cũng hay này. Câu này hay nhá. Câu này hay nhá. Nhiều bạn hỏi sao thầy chữ mượt thế, thầy chữ hết những đề này rồi. Thầy năm ngoái thì quay video chữ hết rồi, năm nay thì chỉ quay lại thôi. Thầy không muốn dùng lại những video của năm cũ, thầy quay cái video mới cho nó hứng khởi, đúng không ạ? Cho nó hứng khởi, cho nó đẹp dai, cho nó nóng hổi không ạ? Câu thứ 8 này, cho là mạch AB gồm L, R, đúng nhỉ? Đặt điện áp như này vào là mạch này thì mạch chứa RL của cái này, đúng nhỉ? Người ta cho phương trình điện áp của U, cho phương trình áp của URL, yêu cầu tính công suất của mạch. Thì từ đây các bạn nhìn luôn này. U của chúng ta nó sẽ bằng UR cộng UL cộng với UC là biểu thức điện áp tức thời, đúng không? Thông thường nhiều bạn làm bài này các bạn sẽ vẽ giản đồ. Thì thầy biết là các em sẽ vẽ giản đồ nên thầy làm một cách khác để thầy nhảy số ra cách số phức, đúng không nhỉ? Thầy nhảy số cách số phức thì UR cộng UL nó chính là URL. Còn đây là U thôi, đúng nhỉ? Cộng với UC. Từ đây các bạn có biểu thức của UC chưa? UC chính bằng U trừ cho URL. Đấy. Thầy nhảy số cho cách số phức, còn nhiều bạn thầy tin là đang làm theo kiểu giản đồ, còn thầy làm kiểu này thì kệ thầy, đúng không nhỉ? Đấy. 1 2 lấy 100 căn 2, góc 0 thì không cần bấm, trừ cho 200 căn 2, đúng không ạ? Góc bao nhiêu đây các bạn nhỉ? 200 căn 2 này. Góc
60 độ, đúng nhỉ? Pi trên 3 là 60 độ chưa? Sip 23 bằng, đây nó ra 245, xấp xỉ thôi, góc âm 90. Thực chất mình cần cái góc là chính thôi. 249 à? À 245, xấp xỉ âm 90. À xấp xỉ 245, góc âm 90. Thế các bạn nhìn như sau này, đến đây các bạn thấy vấn đề gì không? U toàn mạch có pha là 0, UC có pha là âm 90. UC thì hướng xuống, đúng không nhỉ? U toàn mạch lệch với UC góc 90, với thằng một thằng là 0, một thằng âm 90 chưa? Thì hai thằng lệch nhau là 90, thì tức là U và UC vuông pha, chứng tỏ đây là tình huống gì các em nhỉ? Cộng hưởng, đúng không nhỉ? Bắt buộc đây phải là tình huống cộng hưởng. Mà cộng hưởng thì làm sao các em ơi? Công suất P bằng U bình chia cho R, đúng không nhỉ? U bình là 100 bình, 100 bình chia cho 50 thì P là bằng 200W, đúng không ạ? Đấy, đáp án D chính xác. Thầy nghĩ đây là cách làm rất là nhẹ nhàng và hay của câu này. Các em vẽ giản đồ cũng được nhá, cũng được, đúng nhờ, cũng được. Nhưng thầy nghĩ là nó không 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 quá hay đâu ạ, đúng không ạ? Là người này khá là hay rồi, đúng không ạ? Rồi, câu 8 là D. 8 là D. Đúng, bấm đúng chưa nhỉ? Thì bấm nhầm bảo thầy câu nha, đúng rồi, 200W, đúng rồi. Tiếp câu thứ 9, đề bài câu này khá là dài. Đề bài câu này khá là dài, nhưng mà làm câu này thì chưa chắc đã dài. Nào, đủ chỗ để viết không ấy? Ui dồi ôi, như này thì không đủ chỗ đây anh em ạ. Từ từ nhá, thầy cho nó nhỏ lại một tí. Đây, đợi chút, đợi chút. Cho nó nhỏ lại một tí. Chụp nó mới bé, không hiểu không? Nó phải nghệ thuật. Nào, câu 9 nào. Ồ, là câu cuối cùng của đề này luôn này. Đây là có 9 câu thôi các bạn. Đây là có 9 câu thôi. Đúng ạ, đây là có 9 câu thôi. Nào, mạch điện của chúng ta gồm thằng R chưa biết, thằng C đã biết rồi, 125 microfarad. Thằng L biết rồi và yêu cầu tính điện trở trong. Tức là mạch của chúng ta có tất cả 4 phần tử, đúng không ạ? Mạch của chúng ta có 4 phần tử, R lớn, R nhỏ, ZL, ZC, đúng không ạ? Rồi, ứng với mỗi giá trị của R biến thiên đây này, đây là R biến trở này, điều chỉnh omega bằng omega R sao cho điện áp giữa hai đầu AN, điện áp giữa hai đầu AN đây là chứa R và C, vuông pha với điện áp giữa hai đầu MB là chứa CLR, đúng nhỉ? Từ đây các bạn làm một phương pháp rất là quen thuộc, đó là làm theo phương pháp quy đổi góc mà thầy đã dạy các bạn, đúng không ạ? Đấy, mình có được là URC, đúng không ạ? Vuông pha với ULRC. Cái này dạy rất nhiều lần trong nhóm kín rồi nha, dạy quá nhiều lần rồi. URC nó vuông pha với lại cái gì các bạn nhỉ? URLC, LRC đấy. Thì các bạn sẽ có được luôn là hai thằng vuông pha với nhau thì tích tan nó sẽ là 1, đúng không nhỉ? Tức là phi RC cộng với phi LRC là 90 độ. Khi tổng góc là 90 thì tích tan sẽ là 1, tan phi RC nhân với tan phi của gì các bạn nhỉ? LRC bằng số 1. Cái này dạy rất là nhiều rồi, đúng không? Tiếp tan phi RC là ZC trên R, thể đến độ lớn nhá. Có này trên R nhỏ thôi. Tan phi LRC sẽ là ZL trừ ZC hay là ZC trừ ZL. Cái nào lớn hơn đây? Các bạn nhìn luôn này. RC là bao giờ cũng sẽ chéo xuống như thế này. Mà thằng LRC mà vuông pha được, chứng tỏ thằng LRC phải bên trên. Mà muốn thằng LRC bên trên thì chắc chắn ZL nó phải lớn hơn. Đây sẽ là ZL trừ ZC. Đúng không nhỉ? Đấy, cái dữ kiện vuông nó rất là hay anh em ạ. Đúng không nhỉ? Nó cho ta biết được là cái mạch này có tính cảm kháng, cái mạch mà MB có tính cảm kháng thì bắt buộc thì mạch nó hướng lên thì mới vuông được, đúng không em? Đó. Ta sẽ chuyển vế thôi, ta sẽ chuyển vế thôi. Thế tất nhiên đây là ZC ZL trừ cho ZC bình chính bằng R lớn nhân với R nhỏ. Thầy sẽ phải biến đổi được omega theo R thì mới là thành công mỹ mãn, đúng không nhỉ? Người ta cho đây là đồ thị của omega theo R, đúng không các em? Đồ thị của omega theo R nó có dạng một đoạn thẳng. Thì tí nữa ta làm xem là liệu cái phương trình tổng quát nó có phải đường thẳng hay không. Nhân vào các ông ơi, đó chính là L chia cho C trừ cho ZC bình là bằng 1 phần omega bình C bình. Oái, ra rồi. R lớn nhân R nhỏ. Đấy, vậy các bạn đã nhìn được một cái phương trình theo 1 phần omega bình và cái R này chưa? Thầy sẽ nhân hai vế với lại C bình, đúng không ạ? Thầy nhân với hai vế C bình, xem các anh làm nhanh được không nha? Nhân lại với C bình nha, thì là LC trừ cho một phần, à thôi, trừ cho R lớn R nhỏ C bình, R lớn R nhỏ C bình bằng một phần omega bình. Các bạn thấy nào, cái biểu thức của cái thằng một phần omega theo R nó có đúng là một dạng đoạn thẳng chưa? Và do hệ số R ở đây bị âm nên là cái đoạn thẳng nó sẽ hướng xuống, cái đường thẳng hướng xuống đây này. Cái đồ thị này, giống hệt đồ thị là gì bạn nhỉ? Y này, đúng chưa? Một phần omega bình là Y nhé. Nó sẽ bằng M trừ cho KX, đúng không ạ? Y bằng M trừ cho KX, đây là M tham số, hằng số đấy, đúng không ạ? Đấy, đường thẳng dốc xuống, hợp lý không?
Và đây là cái biểu thức chúng ta quan trọng, đúng không ạ? Đây là biểu thức chúng ta quan trọng. Rồi, thế các bạn nhìn như sau. À xin lỗi, biểu thức bên dưới chứ nhỉ? Biểu thức bên dưới mới là biểu thức quan trọng, biểu thức cuối cùng mới là biểu thức quan trọng. Đúng chưa? Nào, chúng ta có hai điểm này cần xét này, trên đồ thị đúng không ạ? Trên đồ thị chúng ta có hai điểm này cần xét, ta đếm ô nào, 0 này, 1 2 3 4 5 6. Với ô một phần omega bình là 6 ô ly và 5 ô ly, mình có R tương ứng là 40 và 80, đúng không ạ? Rất là hay chưa? Thế lấy cho nhau nha. Một phần omega bình ứng với số 6 này sẽ là bao nhiêu các bạn nhỉ? 6 chia cho 5. Nhớ nha, một phần omega bình là 6, một phần omega bình là 5, đúng không nhỉ? Dòng xuống trục hoành là 40 và 80, đúng không bạn nhỉ? Đây LC này giữ nguyên này, trừ cho này, số 6 thì sẽ ở bên 40, 40 R nhỏ C bình. Đấy, chia cho LC. Và bên số 5 này này là ở bên 80, 80 R nhỏ C bình. Xong chưa? Chúng ta có L, có C đầy đủ rồi. Các bạn ném vào đây là sẽ có được R. Đấy, nó nhẹ nhàng mà, nó rất là nhẹ nhàng, đúng không ạ? Nó rất là nhẹ nhàng. Khi các bạn biết phương pháp quy đổi góc rồi thì cái câu này quá là cơ bản, đúng không nhỉ? Quá là cơ bản. Nào, 6 phần 5 này, từ từ thì bấm này đã. 6 phần 5, đúng không ạ? 6 phần 5, hợp lý chưa? Bằng một phân số này, L nhân C nhân với vào. Ủa, đã nghe nhân bố từ đầu không nhỉ? Đúng không nhỉ? Này, nhân này hơi dài đấy. 1, 2, 5 nhân đến 10 mũ bao nhiêu các bạn nhỉ? Trừ 6 nhân trước từ đầu đi. Đấy, nhân tiếp với 0,14 trừ cho 40x. Nhân này cẩn thận là không đủ để viết đâu này, nó nhiều chữ cái quá. 125 nhân đến 10 mũ trừ 6. Đúng không? Ủa, nhiều quá không ạ? Bình phương. Tiếp L nhân C này. Ủa, nhiều quá, 0,14 này nhân với lại 125 nhân với 10 mũ bao nhiêu các bạn nhỉ? 10 mũ trừ 6. Ủa, ôi, dài thế. Trừ 6 này, trừ cho 80 này, nhân với x này, nhân với c bình là 125 nhân đến 10 mũ trừ 6 tất cả bình, đúng không ạ? Úi dồi, tí chết, bấm một tí thôi là đen luôn này. Để có thể nhân trước cái này ra ngoài, đúng không ạ, cho nó gọn. Úi dồi ôi, một chút thôi là đứt nha các bạn nha. Nhập bừa đi. Rồi, R, ôi đẹp thế. Biết thế sử dụng phím CLC côn bố cho nhanh các bạn nhỉ. Ta R bằng 4, đúng nhỉ, đáp án B chính xác. Biết thế thầy sử dụng phím CLC ta R bằng 4 luôn nha. Rồi nếu mà không ai bấm nhầm đâu thì các em thông cảm. Các em có thể xem cái một video gốc này của thầy ở trên YouTube là thầy có chữa full đề minh họa lần 1, đúng nhỉ? Nếu như các bạn thầy có chữa nhầm nha, nhưng chắc là nhầm tỷ lệ thấp lắm, đúng nhỉ? Nhầm không cao đâu, thấp lắm. 4 nha, đáp án B chính xác nha. Rồi, lại sang mấy câu dễ, đề minh họa lần 2. Hay là thầy chữa mấy câu dễ đi nhỉ? Thầy chữa câu khó sau nhỉ? Thôi thế cứ lần lượt đi. Mạch này của chúng ta đây, đặt hiệu điện thế U vào mạch điện thì cường độ do điện hiệu dụng là I. Công suất tiêu thụ điện năng của mạch là cái gì đây? P bằng U nhân I thôi. Người ta nói đây là mạch không đổi rồi, đúng không ạ? Mạch không đổi thì coi như là cốt phi bằng 1 đi. P bằng U nhân I. Cái này là kiến thức của lớp 11 các em ạ. Thì nó không phải điện xoay chiều đâu. Nó điện không đổi, nó điện một chiều đấy. Đúng không ạ? Chả đúng lắm đâu. Đúng nhỉ? Thầy cũng cho hơi nhầm. Bảo sao nó có 10 câu. Bởi vì đề minh họa là một có 9 câu. Đây câu này của lớp 11 kém nha. Đây câu thứ hai, giá trị cực đại là 4A. Đáp án này C là chính xác, đúng không ạ? Tần cảm kháng ZL bằng omega nhân L. Đáp án A là chính xác. Xong chưa? Rồi, có nhỏ quá không? Ok, tiếp máy phát điện xoay chiều 3 pha thì các điện áp xoay chiều có cùng tần số, cùng biên độ và đôi một lệch nhau bao nhiêu các em nhỉ? Đôi một lệch nhau 2pi chia 3 radian. Đáp án A chính xác. Tiếp theo câu thứ 5, một máy tăng áp lý tưởng, đúng nhỉ? Máy tăng áp thì N1 nó phải nhỏ hơn N2, đúng không ạ? Mà N1 nhỏ hơn N2 chỉ có thể là đáp án B, máy tăng áp mà N1 phải nhỏ N2. Xong chưa? Tiếp theo, câu thứ 6, câu thứ 7 thì chữa ra ngoài cho nó nhanh nhá. Ta sẽ sang những câu 8 ấy kìa, nhìn thấy đồ thị là thấy phê rồi. Nhìn thấy đồ thị là thấy khó là đã thấy thích rồi. Sao thầy buồn ngủ thế nhỉ? Thầy hơi buồn ngủ không ạ? Cho thầy một phút. Thầy tỉnh phát, đây là một tí, các em có thể nháp hai câu này luôn nào. Buồn ngủ ạ. Thầy bởi vì hôm qua là thầy ngủ được có 3 tiếng thôi. Và đến hôm nay thì vẫn chưa ngủ lại tiếp. Trời ơi, bây giờ thầy quay sang là khoảng 4 giờ, thầy sẽ ngủ một phát đến KMLL 5 giờ, 9 giờ sáng luôn. 4 giờ đến 9 giờ thầy sẽ ngủ 5 tiếng. Bù lại ngày hôm qua. Mỗi ngày phải ngủ được 4 tiếng chứ. Ngày hôm qua 3 tiếng, ngày nay 5 tiếng, tổng 8 tiếng đủ, đúng không ạ? Nào. Câu thứ 6. Đặt điện áp xoay chiều có giá trị hiệu dụng U và mạch chỉ cho cuộn cảm thuần, dòng điện qua cuộn cảm là 3A, cảm kháng là 40 ohm, giá trị của U là bao nhiêu? Ui giời ơi. U thì bằng cái gì bạn nhỉ? I nhân ZL, cái này dễ quá, đúng không nhỉ?
INZL 30 nhân 40 120V đan B là chính xác. Ồ, nhẹ nhàng nhỉ. Đề điện này cũng dễ thôi đúng không ạ? Tiếp, câu này vừa lặp lại rồi này. Người ta cho công suất là 40W, I là bằng 1A, yêu cầu tìm R. Mình có P thì bằng cái gì gọi nhỉ? I bình nhân với R. 40 sẽ bằng 1 bình nhân với R đang cần tìm là 40 luôn. Đáp án B là D là chính xác. 7 là D. Xong chưa? Rồi, làm mấy câu đồ thị này cho hấp dẫn này. 8, 9 và 10. Nào. Câu này cũng dễ thôi. Một học sinh, đúng không nhỉ? Đo độ tự cảm của một cuộn dây mắc nối tiếp cuộn dây đó với đoạn mạch với điện trở tạo thành một đoạn mạch thì tổng trở Z bình biểu diễn theo omega bình như hình vẽ. Thì mạch là một cuộn dây nối tiếp với một điện trở R. Người ta chưa nói gì ở đây chứng tỏ là cuộn dây có thể không thuần cảm. Đúng không ạ? Cuộn dây có thể không thuần cảm các bạn nhé. Đúng chưa? Rồi, đấy, cuộn dây có thể không thuần cảm này. Trong một giờ thực hành đo độ tự cảm của một cuộn dây. Rồi, có thể không thuần đây em ạ, khó phết nhỉ, khó phết có thể không thuần nha. Nào, mình thay số thôi. Z của chúng ta biểu tính tổng quát này, Z bình này, là R lớn cộng với R nhỏ bình cộng cho ZL bình. Chắc chắn là không thuần rồi, đúng không ạ? Nào mình thay số lần lượt nào các em ơi. Z bình là 16 này, 16 nhé, Z bình là 16 rồi. Nên đừng bạn nào ghi 16 bình ở đây nữa. Bản thân nó đã là Z bình là 16, đúng nhỉ? R lớn đây đang là bao nhiêu các em? 300. À đây là omega, xin lỗi. Đây là omega. Ở thế cụm R lớn, R nhỏ thì coi như là R0 đi. Coi như R toàn mạch, đúng không ạ? Coi như R0 luôn, đúng không ạ? Rồi, ZL bình thì sẽ là omega bình nhân với L bình. Omega bình nó là 300 rồi. Đấy, nhân với L bình. Đúng không ạ? Tiếp tục với cái thằng đây là bằng đây, 32 đi đúng không ạ? Với Z bình là 32. Đây sẽ là R0 bình vẫn giữ nguyên bởi vì omega biến thiên không làm cho R biến thiên. Đây bao nhiêu đây các bạn nhỉ? Đây 300, đây 600, đây sẽ là bằng 700. Đúng không ạ? Cho đây sẽ là 700 L bình. ZL bình là omega bình nhân với L bình, 700 nhân với L bình. Xong chưa? Ra rồi. Bấm thôi, bấm thử bấm máy nè. 1 5 1 16 này, 1 này, 300 này, 32 này, 1 này, 700 này. Rồi, hợp lý rồi. Ra được cái L của chúng ta ở đây. L bình thì nó là bao nhiêu các em ơi? Ồ, sao bị âm nhỉ? Thầy làm nhầm ở đâu rồi? Lại làm nhầm ở đâu rồi? Với đây là 16, đây sẽ là 300. Đây là 25. À, đây là 32. À, thì bấm nhầm. Ngáo, 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 ngáo. Hiện tượng ngáo ban đêm. Bấm này, 1 này, 300 này. Rồi mới là 16, đúng không nhỉ? 1 này, 700 này, rồi mới là 32. Thầy bấm ngáo. Thì bấm là 16, 1, 300. Chết tôi thôi. 32, 1, 700. Thế là bấm sai rồi. Đúng không nhỉ? Các bạn tính được L đây là 0,04. Đúng không nhỉ? Căn ra. Đấy. Thầy đang coi cái L bình là ẩn. Và thầy bấm được là L là 0,04. Thì phải căn ra nha. Căn của 0,04 là 0,2. Đúng không ạ? Đáp án là C chính xác. Dễ nhỉ? Câu 8 là C. Khá là dễ. Xong chưa? Câu thứ 9 và câu thứ 10. Một câu về phương pháp cạnh hóa tỷ lệ, một câu về phương pháp bốn cột. Các em thấy sướng không? Đề minh họa lúc nào người ta cũng cho kiểu lỏng lỏng ấy đúng không ạ? Đề chúng ta đã làm rất nhiều phương pháp nhưng tí các em sang đề thật nha, không hề dễ đâu. Đề thật khó hơn nhiều và chúng ta không ứng dụng được nhiều thứ đâu. Đây, bạn nào có thể xem thầy chữa câu này ở trên nhóm trong nhóm chinh phục 8 cộng vật lý ấy, thì đã chữa câu này rồi. Đề minh họa lần 1 thì chữa qua YouTube, nhóm chinh phục 8 cộng thì chữa lần 2, đúng không ạ? Mạch của chúng ta là gồm R, L và C. Điện áp toàn mạch là 80, pha ban đầu là phi. C biến thiên được, khi C bằng C1 thì UC là cái này, 100 cos omega t. Khi C bằng C2 thì URL bằng cái này, 100 cos omega t cộng với pi trên 2. Yêu cầu tìm phi. Đúng nhỉ, yêu cầu tìm phi. Vậy các bạn nhìn ở đây, chúng ta cứ vẽ bừa thôi. Mình sẽ vẽ theo phương pháp cạnh hóa tỷ lệ các bạn nhé. Cạnh hóa tỷ lệ, chuẩn chưa? ZRL là một đường chéo hướng lên, đúng không nhỉ? ZRL là đường chéo hướng lên do R nằm ngang và ZL hướng lên, nên là ZRL sẽ là một đường chéo. Chuẩn chưa? Chuẩn. Mình sẽ vẽ lần lượt thôi. ZC1 hướng xuống, ZC2 hướng xuống. Mình chưa biết cái nào là sớm vào hơn cái nào, mình cứ vẽ bừa thôi, đúng không nhỉ? Mình cứ vẽ bừa thôi. ZC2 này. Đây sẽ là Z1. Đây sẽ là Z2. Hợp lý chưa? Hợp lý nhá. Độ lệch pha giữa hai trong một tình huống, trong một tình huống C bằng C1, độ lệch pha giữa hai U là độ lệch pha giữa hai Z. Ở đây lúc này là hai U này lệch nhau là phi,
thì 2z cũng lệch nhau là phi, đúng nhỉ? 2z lệch nhau là phi. Thế nhìn này luôn này, phi là lớn hơn 45 và nhỏ hơn 90 thì chắc chắn đây phải là góc nhọn, đúng nhỉ? Đây phải là góc nhọn, chứng tỏ ZC1 nó phải kéo xuống ấy nha. Nhìn thấy chưa? Chưa đúng đâu, đúng nhỉ? Nó phải kéo xuống, nó phải có tính rung kháng đấy, đúng không ạ? Rồi, thế là ngon rồi. Tiếp, trong trường hợp C bằng C2 thì URL, đây này, URL là cái đường này này, được chưa nhỉ? Với cái thằng U toàn mạch, tức là ZRL với Z toàn mạch là góc này là 90 trừ cho phi. Góc này của chúng ta là 90 trừ cho phi, khá là hay. Khá là hay. Đúng nhỉ? Yêu cầu tìm cái phi này. Nào, thầy sẽ dùng định lý hàm cốt, à nhầm, hàm sin trong tam giác. Câu này chỉ hai dòng thôi là xong. Thầy có được là UC1 chia cho U toàn mạch là ZC1 chia cho Z toàn mạch trong một trường hợp chưa? Nha. ZC1 là cạnh này, Z1 là cạnh này. Các em nhìn được chưa nhỉ? Thì thầy sẽ sử dụng định lý hàm sin. Thầy gọi đây là góc alpha. Khi C biến thiên, góc alpha này không bao giờ thay đổi. Đúng nhỉ? Nó rất là hay là như vậy. ZC1 là cạnh này đúng không nhỉ? Nó đối với góc này. Góc này thì bằng cái gì đây? Wow. Góc này nhìn cũng khá là cồng kềnh. Nhưng em nhìn luôn này, góc này chính là 180 trừ phi trừ alpha. Đúng không ạ? Vậy góc này luôn là ZC1 chính là sin của 180 trừ phi trừ alpha. Góc này này, góc của hai nét này này là góc đối với ZC1 chưa? Là 180 trừ alpha trừ phi thì thực chất nó là góc alpha cộng với phi. 180 mà trừ alpha trừ phi thì chắc khác gì là phi cộng alpha không? Sin cái này sẽ bằng đối cái kia, cốt đối sin bù mà đúng không ạ? Hai góc bù nhau thì sin sẽ bằng nhau. Chuẩn chưa? Rồi, Z1 là góc đối với thằng sin alpha. Đây là sin alpha chưa? Bằng bao nhiêu các bạn nhỉ? UC1 với U toàn mạch 100 mà chia 80 là bằng 5/4. Được không? Kéo nó thiết lập được một biểu thức theo phi và alpha. Đúng không ạ? Tiếp tục, cái thứ hai này là thầy lấy URL2 chia cho U toàn mạch là ZRL chia cho Z toàn mạch. Nhưng bây giờ phải là Z2 bởi vì U bằng Y nhân với Z2. Đúng nhỉ? Rồi, vì ta đang làm trường hợp 2 thì phải đi với trường hợp 2. Còn ZRL là một hằng số, bởi vì khi C biến thiên thì ZRL sẽ là một hằng số. ZRL là cạnh này chưa? Z2 là cạnh này chưa? Đấy, thì Z2 thì muôn đời góc đối là góc alpha thôi. Bất kỳ một thằng Z nào thì góc đối với nó đều là góc alpha hết. Đúng nhỉ? Vậy thì ZRL là góc này các em ơi. Góc này này. Góc này bằng cái gì? Thì tính ra ngoài cho nó dễ tính nhá. Góc này là 180 trừ cho góc này là alpha trừ cho 90 trừ cho phi. Đúng nhỉ? Vậy góc này của chúng ta sẽ là bao nhiêu các bạn nhỉ? 90 trừ cho alpha cộng với phi. Sin của cái này sẽ bằng cốt của cái kia. Đây là cốt của cái gì các bạn nhỉ? Phi trừ cho alpha. Đấy, sin của góc này sẽ bằng cốt của góc phi trừ cho alpha. Đúng ạ, làm thế nó mới nhanh. Bằng bao nhiêu các bạn nhỉ? 100 chia cho 80. 100 chia cho 80. À vẫn thế này, vẫn là 5/4. Cùng là 5/4. Xong rồi, đây mới đang là hai dòng thôi các em nhé. Và thầy chia cả tử và mẫu cho các thằng trên cho dưới này. Có đúng không nhỉ? Nếu mà chia như này thì nó sẽ chỉ còn mỗi thằng alpha. Ồ. Có một cách nào đó để rút được mỗi alpha và theo phi không nhỉ? Hơi dài đấy. Năm ngoái thì đã từng chơi cái cách này rồi mà năm nay lại quên bố nó rồi. Năm nay lại quên rồi. Thế thì thầy phải cho là sin alpha cộng với phi bằng cốt phi trừ cho alpha. Tức là phải thiết lập một cái mối quan hệ như vậy à? Ừ. Thế thì cũng hơi khó đấy. Thế sẽ có được biểu thức như sau. Ồ, thầy cũng chả nhớ năm ngoái thầy chơi kiểu gì đâu. Thầy tưởng là xích xuông phát ra được luôn. Sin của alpha cộng với phi. Đấy, nó sẽ bằng cốt à? Sin cái này thì bằng cốt cái kia. Cũng không vẻ không hay lắm nhỉ? Thầy quên mất thầy chữa như nào rồi. Buồn ngủ quá. Đây là sin. Tôi để hết về hàm sin nhé. Góc này của chúng ta sẽ là 90 trừ phi cộng với phi và trừ cho alpha. Sin của 90 đấy cộng với phi và trừ cho alpha. Hợp lý chưa? Bây giờ người ta cho hai cái sin này bằng nhau. Ồ, giải thế nhỉ? Thầy không nhớ năm ngoái thì giải kiểu gì, có phải tương tự không? Cho hai cái này bằng nhau luôn nhá. Thì alpha cộng với phi bằng 90 độ cộng với phi trừ cho alpha. Không cộng với K2P nữa. Góc nào của nó cũng nhỏ hơn 180 mà. Cộng với K2P thì là cái quần què gì. Tiếp theo trường hợp thứ hai là alpha cộng với phi sẽ bằng 180 trừ cho cả cụm này là trừ cho 90 trừ cho phi và cộng cho alpha. Xong chưa nhỉ? Ồ, vậy thì nhiều dòng lắm. Thầy xin lỗi, thầy tưởng hai dòng thôi. Phi phi cái này là mất. Lúc này ra alpha là 45 độ. Đúng nhỉ? Trường bên trên ra alpha bởi 45 độ. Trường này alpha là mất.
thì ra được phi là bao nhiêu độ các em nhỉ? 45 độ. Nó có hai tình huống xảy ra. Đúng không nhỉ? Vậy là phi phải lớn hơn 45 độ nhỉ chưa? Phi lớn hơn pi trên 4, tức là phi phải lớn 45 thì con này tôi sẽ loại. Đúng rồi. Năm ngoái thì cũng làm kiểu này thôi để loại trường hợp này. Có được alpha là 45 chưa? Các bạn thế ngược lại đây là tìm ra thằng phi thôi. Đúng nhỉ? Rồi, dễ quá. 5/4 nhân với sin của 45 rồi arc sin answer rồi cộng tiếp 45 ra được phi là khoảng 107,11. Đấy, 107,11 độ đổi sang radian là nhân với pi phần 180 đúng ạ? 1,86. Wow, nhầm chỗ nào rồi? Chết tôi rồi, tôi nhầm nào rồi? Bấm lại nhá. Bấm lại nào, bấm vào máy dễ nhìn nào. Bây giờ muốn tính phi đúng không? 5/4 đúng ạ? Nhân với sin của 45 độ, sin 45. Rồi. Bằng nha. Rồi, arc code answer là ra góc này chưa? Phi cộng phi trừ cho alpha chưa? Cộng với alpha là 45 độ, cộng với 45 độ. Xong chưa? Rồi, 72 độ. Chắc là thầy bấm nhầm thành arc code đấy, à arc sin đấy. Để cái chỗ này phải arc code, bấm arc sin nên nó bị đơ như vậy. Nhân với pi phải 180 để sang radian các bạn nhé. Ôi thầy biêng lắm rồi, thầy buồn ngủ quá rồi. Buồn ngủ sắp sập đến nơi rồi. Ra là 1,27 radian trên giây, 1,27 xấp xỉ 1,3, đáp án A là chính xác. Các em nhìn thấy thế này thôi nhưng thầy buồn ngủ lắm rồi nhá. Ôi bây giờ đã là nửa tiếng rồi. Kinh khủng thật. Nào, video này chắc chắn 1 tiếng em ạ. Video này phải 1 tiếng, 1 tiếng mới xong được bởi vì đây là đề khó đúng không nhỉ? Câu khó. Rồi câu thứ 10. Nào, bài này sẽ dùng phương pháp gì các em ơi? Bài này dùng phương pháp là bốn cọt, đúng nhỉ? Bốn cọt nha, bốn cọt. Điện năng được truyền từ nhà máy gồm 8 tổ máy đến đường dây chuyển tải 1 pha. Coi điện áp hiệu dụng ở nhà máy là không đổi, tức là U phải là hằng số, đúng nhỉ? Rồi, khi máy này hoạt động với cả 8 tổ máy, đúng nhỉ? Khi hoạt động cả 8 tổ máy thì hiệu suất là 89%. Khi hoạt động với 7 tổ máy thì hiệu suất là bao nhiêu phần trăm? Cái này rất là dễ. Các bạn sẽ vẽ cái gì các bạn nhỉ? Bốn cột đặt cho thầy. Ôi, buồn ngủ thế. Ừ. Ôi, thầy đang nghe thầy không nên kêu câu này. Kêu câu này các bạn đang xem video các bạn lại buồn ngủ đúng không? Tỉnh lên. Nào. Tỉnh lên. Rồi, tỉnh đây nhá. Cái gì đây các bạn nhỉ? Tỉnh đây nào. Điện áp hiệu dụng ở nhà máy là không đổi, tức là điện áp truyền đi là hằng số, U là hằng số. Vừa thầy có nói nhầm cái gì nhỉ? Lúc ấy đang trong cơn mê không ạ? Hơi buồn ngủ, hơi xìu xìu. Nó hơi lim dim, tỉnh nào. Đấy, cách những cách tỉnh táo của thầy, gồng người lên, trợn mắt lên, lắc đầu vài cái, uống ngụm nước. Tỉnh, bởi vì ngày hôm qua thầy ngủ 3 tiếng. Thật sự ngủ 3 tiếng. Còn không được 3 tiếng nha, thầy nghĩ là chắc chỉ được 2 tiếng thôi. 7 giờ thầy ngủ thì 9 giờ thầy phải dậy rồi, 10 giờ thầy gặp một giáo viên môn văn. Đấy. Mà bật mí các em là sắp tới Miss School một giáo viên môn văn rất là xinh gái. Nhưng mà hơn tuổi thầy nên thầy em yên tâm là thầy không làm máy bay đâu. Rồi, tiếp theo các bạn nhìn luôn này, nhà máy có 8 tổ máy, lúc sau có 7 tổ máy, ban đầu hiệu suất là 89%, lấy 8 đến 89% là xong luôn, đúng không nhỉ? Chỗ này ra bao nhiêu đây các em ơi? 7,12. 7,12. Đây bao nhiêu các bạn nhỉ? 8 trừ cho answer là 0,88. Đúng không ạ? Đây là U là hằng số, đây là U là hằng số. Đặt cái là gì các bạn nhỉ? Đặt cái là A. Đúng không nhỉ? Đây sẽ là 7 trừ cho A. Cái gì không biết cứ đặt là A. Do U là một hằng số thì delta P nó tỷ lệ thuận với P bình. Đúng không nhỉ? Bởi vì công thức tính delta P là cái gì? Delta P là P bình nhân với R chia cho U bình nhân với cos bình phi. Đúng không ạ? Đấy. Thì cả cụm này là hằng số rồi. Chỉ có delta P là ăn theo P bình thôi. Delta P ăn với P bình là 0,88 chia cho A sẽ bằng 8 chia cho 7 tất cả bình phương. Thì sẽ có được là delta P ăn theo P bình. Đúng không nhỉ? Rồi. 0,88 phần x. Đấy. Ui dồi ôi, cái này dễ quá. 8 phần 7. Thì nhân ra luôn nhé. 0,88 chia cho 8 phần 7 tất cả bình phương là ra A chưa? Rồi, yêu cầu tính hiệu suất đúng không? 7 trừ cho answer chia cho 7 lấy cái có x chia cái toàn phần là xong. Nó ra là nhân lên 100 đã, đúng nhỉ? Nó ra là 90,375. 90,375 là gần đáp án A nhất. 90,375 là gần A nhất rồi. Các bạn tự đến này chia cho cái này nhé là xong. Xong chưa? Rồi, bây giờ nó là 34 phút rồi và các bạn thấy đã chữa các em xong hai đề minh họa đúng không ạ? Bây giờ đến đề thi chính thức này. Bây giờ là đề chính thức năm ngoái. Bây giờ mới là đề chính thức nha. Nào, nhanh nào để tròn 2 tiếng là xong các bạn nha. 2 tiếng là xong nào. Tiếp theo này. Công suất tỏa nhiệt được tính bằng công thức nào sau đây? Đó là P thì bằng I bình nhân với R. Đáp án D là chính xác. P bằng I bình nhân R.
Hệ số công suất cốt phi là R chia cho Z, cốt phi là R chia Z, câu 2 là A chính xác. Cường độ dòng điện hiệu dụng trong mạch là I bằng U chia cho ZC, điện ôm đấy không ạ? I bằng U chia ZC, rất là dễ đúng không ạ? 3 là C. Câu thứ 4, máy biến áp này là một máy hạ áp. Nếu là một máy hạ áp thì N1 phải lớn hơn N2. N1 lớn hơn N2, đáp án A là chính xác, đúng nhờ. Máy hạ áp thì N1 nó phải là lớn hơn N2, 4 là A. Câu thứ 5, giá trị hiệu dụng là 5 ampere, đáp án A là chính xác. Kém thế không? Dễ mà, đúng nhờ, dễ mà. 5 câu đầu rất là dễ nha. Thế đã chưa câu 6, câu 7 ra ngoài. Ồ, đấy. Nó chỉ khó ở câu 9, câu 10 thôi. Nó khó, mỗi phần nó chỉ có 2 câu khó thôi, đúng nhờ. Nào, mạch này đang có cộng hưởng điện, cảm kháng là 60 ohm, đúng không nhỉ? ZL bằng 60 thì ZC cũng sẽ bằng 60, đúng không ạ? Bấm máy thôi. ZC lại là bao nhiêu các em ơi? 1 phần omega C, vậy là 1 phần 100 pi, 1 phần 100 pi này. Đấy, nhân với lại 60 thì có được là C là 0,19 farad, đáp án A là chính xác. C là 0,19 farad nha. Hợp lý chưa? À đâu? Rất xin lỗi các em, thầy bấm nhầm mất rồi. Thầy bấm là 1 phần 100 pi nhân với 60. Phải chia 60 chứ. Tức là thầy để cái dấu con trỏ chuột lên cao quá. Sorry các em. Thế mà vẫn có đáp án đấy các bạn nhỉ. Đáp án D chính xác. Suýt nữa thì mất điểm câu này. Thầy không có điểm câu này nha. Thầy vẫn nhìn lại thầy bấm bị nhầm mất. 1 phần 100 pi chia 60. Rồi, khổ thân tôi. Tiếp, câu này yêu cầu tính tổng trở của đoạn mạch đúng không? Mạch này gồm R là 70, ZC là 240, yêu cầu tính tổng trở. Thì Z của chúng ta là bằng căn của R bình cộng cho ZC bình. Thì R bình là bằng 70 bình cộng với 240 bình. Thầy đã dạy cặp số Pythagore đặc biệt rồi, 5, 12, 13. Cái chuyện mà các bạn biết cặp số Pythagore là 3, 4, 5, 6, 8, 10 nó quê lắm nhá. Bây giờ nó phải là 5, 12, 13, 7, 2, 4, 2, 5 là cặp số Pythagore đẹp, hiểu không? Vậy đây là 2, 5, 10 luôn, không cần bấm máy, bấm làm gì. Nhưng mà tí thì sai câu A, câu D nhá. Một lỗi sai ngớ ngẩn là thầy lấy ZC là 1 phần omega nhân với 60. Tức là thầy nhân ra bên ngoài, để con tròn trở bên ngoài. Đã phải để nhân ở dưới mẫu, đúng không ạ? Đấy, lỗi sai của thầy, có thể lỗi sai của nhiều em nhá. Rồi, câu thứ 8, câu thứ 9, câu thứ 10 là xong đấy, đúng nhỉ? Có câu thứ 9, câu thứ 10 là hai câu khó. 9 và 10 là hai câu khó. Nào, câu này thì nhẹ nhàng thôi. Nào, câu 8 nhẹ nhàng thôi. Không có gì là khó ở đây cả. Câu 8 này, đặt điện áp U bằng 20 căn 2 cốt pi trên 6, đúng không nhỉ? Ừ. Điều chỉnh R để công suất trên tòa mạch đặt cực đại. Mạch này là chỉ chứa R và L các em nha. Nếu mà R biến thiên để P max thì R bằng ZL, đúng không nhỉ? Nếu R biến thiên để P max thì R sẽ bằng ZL. Đây là mạch chứa R và L, đúng không ạ? Và các bạn người ta hỏi là cho biểu thức của U, viết biểu thức của UL, các em dùng cái giản đồ là ra luôn nha. UL thì sẽ là hướng lên, UR thì sẽ là nằm ngang. Tổng hợp UL và UR ra U toàn mạch, đúng không ạ? Đấy, và U toàn mạch là bằng bao nhiêu các em ơi? 20 căn 2 góc 30 độ, đúng không ạ? Do ta có được R bằng ZL thì UL bằng UR, đây là hai cạnh bằng nhau. Hình bình hành có một góc vuông và có hai cạnh bên bằng nhau là hình vuông, đúng nhỉ? Hình vuông thì đường chéo hợp với cạnh góc vuông bằng góc là 45 độ. Đây 45 độ chưa? Cạnh này là 20 căn 2, cạnh này chỉ là 20 thôi. Vậy UL sẽ có biên độ là 20, loại B, loại A. Và pha ban đầu bao nhiêu độ các bạn nhỉ? Thằng này có pha là 30 chưa? Thằng này sớm pha 45 độ chưa? 30 cộng 45, thằng này sẽ có pha là 75 độ. 75 độ là 5 pi trên 12, đáp án D là chính xác. Đấy, một cái hình là ra luôn. Nhưng các em phải nhớ tính chất phụ là khi R biến thiên để P max thì R sẽ bằng ZL. Nghe chưa nhỉ? Nên câu 8 này đáp án A là chính xác. Xong chưa? Rồi. Nào, bây giờ mình sẽ sang những câu khó là câu thứ 9 và câu thứ 10. Các bạn đọc đầu bài câu này, các em đã chẳng muốn làm rồi. Thầy cũng đọc chẳng muốn làm. Dài vãi cả trường, đúng nhỉ? Dài vãi cả trường. Nào, ta cứ làm thôi. Bài này ta sẽ dùng là phương pháp 6 cột. Thực ra dùng 4 cột cũng được, nhưng dùng 4 cột thấy nó hơi bị thiếu thiếu, đúng nhỉ? Dùng 6 cột cho nó đẹp, đúng nhỉ? Dùng 4 cột cũng được nhá. Cũng được các bạn nhá, dùng mấy cột cũng được, đúng nhỉ? Nhưng mà nhìn nó sẽ hơi thiếu, đúng nhỉ? Sẽ hơi thiếu thiếu gì đấy. Thầy đã vẽ 4 cột ra rồi, thầy thấy là nó bị thiếu mất delta U và U phẩy. Tí sẽ biết là vì sao thiếu delta U và U phẩy. Thì khi mà thiếu delta U và U phẩy ấy, thì nhanh chóng vẽ ra 6 cột. Bởi vì 6 cột là phiên bản full option đầy đủ nhất, được chưa? Full option luôn đấy.
Điện năng được truyền từ một trạm hạ áp A đến một trạm hạ áp B. Điện áp ban đầu là U, đúng nhỉ? Hạ áp đi, truyền đi xa, xong hạ áp tiếp thì đến nơi tiêu thụ là X này. X là một tải tiêu thụ. Hệ số hạ áp ban đầu là 32, hệ số hạ áp lúc sau là 68, đúng nhỉ? Đấy, 32 này, 68 này. Hệ số hạ áp lúc sau nữa này là 14 này, xong rồi hạ đi 162 này. Thì ở nơi tiêu thụ, tức là thằng X này này, đấy, điện áp hiệu dụng là như nhau, tức là sau khi hạ áp nó vẫn thu được một cái UX nào đó không đổi. Không quan trọng đến đây là bao nhiêu, đúng nhỉ? Nhưng nó vẫn sẽ thu được là UX cuối đường dây là không đổi. Được chưa ạ? Đấy, xong. Và người ta bảo là gì các bạn nhỉ? Ở nơi tiêu thụ điện áp không đổi và công suất là cũng như nhau, thì công suất ở X là như nhau thì vẫn là PX. Máy biến áp lý tưởng không làm thay đổi công suất, nên công suất cuối đường dây truyền tải vẫn cứ là PX thôi. Đây là máy lý tưởng nhá. Thì công suất là do không đổi. Đây là máy biến áp lý tưởng. Đây là PX sau khi hạ áp. Đây trước khi hạ áp vẫn là PX. Trước và sau khi hạ áp là công suất không đổi, đều là PX hết nha. Công suất cuối đường dây là PX, công suất đầu đường dây là P, hao phí delta P, đúng không nhỉ? Và sẽ có công suất hao phí là delta P, có X là PX. Xong chưa? Rồi, người ta bảo là gì các bạn nhỉ? Khi K1 bằng 32 và K2 bằng 68, tức là trong trường hợp 1, trong trường hợp 1 thì tỷ số giữa công suất hao phí là delta P đấy trên đường dây truyền tải và công suất được tải tiêu thụ, yêu cầu các em tính delta P chia PX. Và hệ số công suất thì luôn là mấy các em nhỉ? Hệ số công suất thì luôn là 1. Xong rồi. Thì thích ở đây các em thích thì vẽ 6 cột, còn không nhá các bạn làm bình thường cũng được. Thầy vẽ 6 cột cho nó màu mè thôi. Câu này không xứng đáng để dùng cột. Câu này là một câu dễ các em ạ, đúng không ạ? Đây là một câu dễ nhá. Câu này không xứng đáng để dùng cột. Dùng cột những bài nó khó hẳn lên cơ. Đấy như kiểu đề 2017 ấy, nó khó hẳn lên ấy thì mới dùng. Đây câu này là dễ này, nó chỉ khó cái đoạn phân tích thôi. Đây là cái gì này? Nó có phải là linh hồn của truyền tải không? Nào các bạn có nhớ linh hồn của truyền tải là gì không? Linh hồn của truyền tải đó chính là cái gì nhỉ? Sơ đồ truyền tải. Thì đầu bài của chúng ta là người ta vẽ luôn cho chúng ta cái gì các bạn nhỉ? Sơ đồ truyền tải rồi. Nghe chưa nhỉ? Đây này, linh hồn của truyền tải đó chính là sơ đồ. Thì người ta vẽ lên sơ đồ rồi mình đã nó làm gì nhiều, đúng nhỉ? Đây là P này, đây là U này, đây delta P này, đây delta U này, đây là P phẩy này, đây là U phẩy này. Xong chưa? Rồi, hợp lý rồi, hợp lý rồi. Nào các bạn nhìn này, ban đầu điện áp là U, sau khi hạ áp đi 32 lần thì điện áp đầu đường dây mới là U lớn này, sụt áp delta U và cuối đường dây nó sẽ là U phẩy, đúng nhỉ? Đấy, đây là sau khi hạ áp nhá, thì là U chia cho 32 hoặc là U chia cho 14. Các em hiểu không? Hiểu không nhỉ? Đây U ban đầu là bao nhiêu chưa biết, nhưng hạ áp đi 32 lần và 14 lần rồi mới truyền tải đi, đúng nhỉ? Đây là U chia 32 nhá, U chia 14, đây là U chia cho K1. Đúng nhỉ? Đấy. Nhìn được chưa các em? Nhìn sơ đồ phát biết luôn mà. Con này dễ lắm, con này câu này câu siêu dễ. Siêu dễ. Nào vậy thế sẽ đặt luôn này. U ban đầu là một cái số nào đó là bội chung của 32 và 14 cho đẹp. Bội chung của 32 và 14 nha là 488, đúng nhỉ? Hay là đẹp hơn đi. 32 chia cho 14, 32 nhân với 7. Bội chung của 32 và 14 là 224. Thầy coi như U ban đầu là 224 nhá, đúng không ạ? Đấy, đầu tiên là hạ áp 32 lần chưa? 224 chia cho 32 thì điện áp truyền đi ban đầu là 7 này. Điện áp truyền đi lúc sau là bao nhiêu đây các em? Là 16 này. Đấy, nó dễ. Điện áp ban đầu là 224, hạ áp 32 lần, hạ áp 14 lần thì là 7 16. Thế là màu mè thì cái này dễ lắm. Xong chưa? Rồi tiếp này, ở cuối đường dây nhận được là U phẩy, đúng nhỉ? Nhưng U phẩy sau khi giảm 68 lần và U phẩy giảm đi 162 lần thì đều bằng UX đây này. Ở nơi tiêu thụ điện áp là như nhau, tức là UX là giống nhau. UX là từ đâu? Là từ U phẩy nó giảm về, đúng nhỉ? Từ U phẩy nó giảm về. Nghe chưa? Thì U phẩy này của chúng ta nó sẽ là 68 UX trong trường hợp đầu, 68 UX trong trường hợp đầu. Lúc sau là 162 UX, đúng nhỉ? Đấy. Ban đầu là giảm 68 chưa? Lúc sau giảm 162 thì mới về UX. Xong chưa nhỉ? Xong. Đúng không ạ? Delta U tính như nào? Delta U cũng khá là dễ. Chúng ta có được là P phẩy là một hằng số, tức là cuối đường dây này, đây này. Công suất nơi tiêu thụ là như nhau, P phẩy là một hằng số, đây là một constant. Đúng không ạ? Đây là một constant. P phẩy thì bằng cái gì? P phẩy thì bằng U phẩy nhân với Y. Đúng nhỉ? P phẩy thì bằng U phẩy nhân Y. Tiếp theo các bạn nhìn tiếp,
Lúc này các nhìn luôn này, u phẩy tăng bao nhiêu lần thì làm cho y tăng bấy nhiêu lần, đúng không ạ? Rồi còn delta u bằng cái gì? Delta u là bằng y nhân với r. Đây thì thầy viết nha, mỗi cái này là y nhân r này, cách tính của từng cái một, đúng nhỉ? Delta u bằng y nhân với r. Các nhìn luôn này, p phẩy của chúng ta là một hằng số, u phẩy tăng bao nhiêu lần thì sẽ làm y giảm bấy nhiêu lần. Các nhìn luôn này, u phẩy tăng bao nhiêu lần đây? Tăng bao nhiêu nào? 162 chia cho 68, đúng nhỉ? 162 chia 68, u phẩy tăng, ui xấu thế, u phẩy tăng 81 phần 34 lần. Thì p phẩy là hằng số, u phẩy tăng bao nhiêu lần thì làm cho y giảm bấy nhiêu lần, y sẽ bị giảm đi 81 phần 34, y giảm đi 81 phần 34. Mà y giảm bao nhiêu, delta u giảm bấy nhiêu, bởi vì delta u bản thân là y nhân với r, delta u bản thân là y nhân với r, được chưa? Delta u bản thân y với r. Vậy ta đặt luôn này, ban đầu là do y tăng, đúng nhỉ? Ux tăng, u phẩy tăng, u phẩy tăng làm cho y giảm delta u sẽ giảm, ban đầu là 81 a gì đó, chưa biết là ẩn là gì, đúng nhỉ? Giảm còn 81 về 34, đúng không ạ? Thằng này là tăng nhá, thằng này sẽ giảm nhá, 81 phần 34. Tức là giảm từ 81 phẩy 34. Hiểu không ạ? Nhớ nhá, do p phải là hằng số, p phải là u phải nhân với y, u phải tăng bao nhiêu lần thì y sẽ giảm đi bấy nhiêu lần, vì tích số là không đổi, một thằng tăng một thằng giảm, đúng nhỉ? Đấy, ta sẽ có được là y giảm delta u cũng sẽ giảm, đúng nhỉ? Delta u giảm, bởi vì delta u là bằng y nhân r mà, chuẩn chưa? Chuẩn cơm mẹ nấu. Từ đây các bạn áp dụng cái biểu thức rất đơn giản là u sẽ bằng delta u cộng cho u phẩy, đây hai thằng này cộng lại sẽ ra thằng to này, đúng nhỉ? Nào, thằng này hệ số là 81 này, cũng hệ phương trình đấy, 81 68 7, đúng nhỉ? Tiếp 34 a đấy, cộng với lại 62 ux bằng 16, đúng nhỉ? Ồ, âm à, 81 cộng 68 thầy có làm nhầm chỗ u này không nhỉ? 32 mà chia cho 14. 32 chia cho 14 là 16 phần 7, 32 nhân với 7 là 224, đúng rồi. 224 mà chia cho 32 là 7, chia cho 16 là 14. Ồ. Thì bấm nhầm. Chỗ này là đúng rồi nhỉ? Chia cho 14 là 16. Ồ. Nhầm ở đâu nhỉ? Câu này năm ngoái thì còn đăng lên lời giải chữa câu này mà nhỉ? Nhầm thế nào được nhỉ? 81 này, 68 này, 7 này, 34 này, 62 này. Đây là 162. Khổ thân tôi, cái số 1 này thầy viết vào đây nó rít vào đấy quá. 162 các em ạ. Thì mới có là 81 phần 34, đúng không ạ? Đây thầy lấy là vì sao u phải tăng, đúng nhỉ? Tăng từ 68 lên 162, tức là tăng lên 81 phần 34. Đây là 162, khổ thân tôi. Bây giờ lấy ai này? Rồi, ra được A của chúng ta là 1 phần 235 và UX là 23 phần 235. Xong chưa? Nha. A là 1 phần, đây, 1 phần 235. Đây, shift store về A, như về A nhá. Tiếp, nghiệm này là shift store về B, là cái nghiệm UX, đúng không ạ? Rồi, người ta hỏi là cái gì nhỉ? Trong trường hợp đầu tiên, tỷ số giữa công suất hao phí là delta P với công suất là tải tiêu thụ, tức là PX, delta P mà chia cho PX, delta P thì bằng cái gì nhỉ? Delta U nhân với Y. Cứ P bằng U nhân Y thôi. Delta PX là bằng UX nhân với Y. UX này là U cuối đường dây nha. Xin lỗi các em, là U phẩy. Còn UX thầy gọi ở đây là sau khi giảm áp rồi. U phẩy là U cuối đường dây, đúng không ạ? Rồi, thầy vẫn nói đấy, tỷ lệ của P là tỷ lệ của U thôi, đúng nhỉ? Delta U ban đầu là 81A, đúng không ạ? Đây, 81A chia cho U phẩy là 68B. Xong chưa? Bằng luôn đây, đúng không ạ? Tỷ số này của chúng ta là bằng xấp xỉ bao nhiêu đây các em nhỉ? 0,05, 0,052, đúng nhỉ? 0,052. Đáp án D là chính xác. Đấy. Nhìn thực chất nó có một cái hình này thôi, đúng nhỉ? Đấy, một cái hình đơn giản này thôi. Và một cái dòng này rất đơn giản, đúng nhỉ? Thực ra các bạn chẳng cần làm cái dòng này, thì vẫn dạy các em rồi. Tỷ lệ của P là tỷ lệ của U, đúng nhỉ? Đã nói rồi nhé. Đã nói rồi đấy, tỷ lệ của P là tỷ lệ của U. Muốn tính tỷ lệ của delta P chia cho PX cuối đường dây thì lấy U, delta U chia U phẩy luôn. Lấy này chia cho cái này, đúng nhỉ? Tức là lấy O này chia O này là xong. Thế là hết nha. Và các em phải nhớ công thức này này. U đầu đường dây bằng độ sụt áp cộng cho điện áp cuối đường dây. Cái này hiển nhiên các bạn có nha. Khi có hệ số công suất là 1 bằng 1. Được chưa? Rồi, xong câu 9 này. Là một câu cũng bình thường, tôi nghĩ là câu này trẻ con.
ai chưa gặp và làm lần đầu thì khó thôi, chứ còn câu đấy quá bình thường em ạ. Cái câu 9 lại quá bình thường, có gì đâu mà khó, chả có gì khó cả ở câu 9 đấy. Câu 10 này cũng bình thường. Câu 10 này anh Vinh ấy bảo là anh Trần Vinh, học sinh của thầy đang ép pin thầy. Anh ấy bảo là cái câu củ chuối này nghĩ 40 phút giờ sinh không nghĩ được. Anh Trần Vinh nghĩ 40 phút giờ sinh không nghĩ được. Các em đoán xem thầy làm mấy dòng câu này. Cho em lựa chọn nha, các em thể comment này. Thầy làm câu này đầu tiên là không dòng. Câu B, đáp án A là một dòng. Đáp án C là hai dòng. Đáp án D là ba dòng. Các em đoán thử xem nào. Các em chọn thử xem nào. Nhớ không nhầm thì làm câu này một dòng. Nhớ không nhầm thì làm câu này một dòng. Nhớ không nhầm. Rồi, đây là đồ thị của P bằng U nhân Y. Đấy, theo Y. Tức là đồ thị của tích UI theo Y nha, đồ thị của tích UI theo Y. Đúng nhờ, tích UI theo Y. Và cho R bằng 40, yêu cầu tìm L. Đúng nhờ, cho R tìm L. Tức là phải có mối quan hệ giữa R và ZL. Đấy, ZL là bằng omega nhân L. Omega là 100 pi chưa? Chắc chắn là phải tìm được mối quan hệ giữa R và ZL. Bởi vì cho ôm thì phải tìm được ôm, nó cùng đơn vị mà. Tức là em phải tìm được xem là ZL chia R bằng bao nhiêu. Đúng không ạ? Đấy thì R có thì sẽ có được ZL. Ra dụ đây là hai chẳng hạn đúng không? Thì ZL sẽ bằng 80. Có ZL là omega nhân L chưa? Lấy 80 chia cho 100 pi là xong luôn, đúng không ạ? Đấy, tức là các em buộc lòng phải tìm được tỷ lệ giữa ZL và R xem là bao nhiêu, xem là gấp mấy lần nhau. Cho ôm phải tìm u ôm mà ZL trên R là tan phi, đúng nhỉ? Đấy, tức là yêu cầu tìm tan phi. Phi là cái gì? Phi là độ lệch pha giữa u và y. Nha. Thầy viết cái đây đây chưa phải lời giải của thầy nha, thầy viết ra đây thôi. ZL trên R. Đúng không ạ? Đấy bằng bao nhiêu? Đây tìm phi. Phi là độ lệch pha giữa u và y, đúng nhỉ? Phi là độ lệch pha giữa u và y. Rồi, bắt đầu làm như sau nha. Bắt đầu câu này là dùng phương pháp đơn trục của thầy Ngọc Anh. Đơn trục đấy. Các em thấy không? Phương pháp cạnh hóa tỷ lệ phát huy được này, 4 cột có này, 6 cột có này, đơn trục có này, quy đổi góc có này. Những cái gì mà thầy trang bị cho các em nó đều có hết các em ạ. Đúng nhỉ? Coi các em vận dụng ra sao và để thi đại học thôi. Nó có lệch cái gì thầy dạy không? Không lệch cái gì thầy dạy. 4 cột có, 6 cột có, cạnh hóa tỷ lệ có, quy đổi góc có, đơn trục có. Thấy chưa? Thầy Ngọc Anh dạy tất cả cái gì? Những 5 phương pháp thầy vừa nói là thầy dạy ở nhóm kín hết rồi. Được chưa? 5 phương pháp thầy vừa nói, thầy dạy ở nhóm kín hết rồi, dạy rất nhiều lần rồi. Số phức có, đúng nhỉ? Giản đồ có. Nó tất cả nó đều có hết, nhưng mà quan trọng là ở người dùng. Đúng không ạ? Đừng gì không nói với thầy được, thầy thì là giáo viên rồi, đang tưởng mặc ngược áo, áo mặc cũng đúng nha, không bị ngược nha. Thầy thì là giáo viên rồi, thầy nhìn cái vấn đề nó nhanh lắm, đúng không ạ? Rồi, thôi không chém gió nữa, làm đi. Như sao đặt này, đây là một ô ly, hai ô ly, ba ô ly, đây là bằng một ô ly, hai ô ly, ba ô ly, nhưng nó không bằng nhau đâu các em nhá, tỷ lệ khác nhau hoàn toàn đấy. P là U nhân Y, P đơn vị là watt, Y là ampere, nó không cùng đơn vị đấy, không bảo đây là bằng nhau được không nha. Đấy chưa? Rồi, xin vẽ giản đồ thôi. Là sau. Ban đầu Y là bằng 1, tức là một đơn vị gì đó và đang có xu hướng tăng. 1 và xu hướng tăng thì vector nó ở đây. Thế gọi đây là thời điểm 1 nhá. Đây là thời điểm 2, là thời điểm ở đỉnh chưa? Người cho hai cái điểm chấm là phải nhìn thôi, đúng không ạ? 1 và có xu hướng tăng. Đây là Y tại thời điểm 1, gọi là Y1 luôn đi. Đúng nhỉ? Nó có giá trị là 1 và xu hướng tăng. Đấy, lúc này U đang ở đâu? U đang ở đâu? Các bạn nhìn luôn này, có cái hay như sau này. Y là 1 thì P cũng là 1, Y là 3 thì P cũng là 3. Tức là Y tăng lên bao nhiêu lần thì P cũng tăng lên bấy nhiêu lần. Đúng không ạ? Y tăng bao nhiêu lần? Đấy, Y tăng 3 thì P cũng tăng 3, chứng tỏ U này không đổi. U nó phải không đổi. Đúng không ạ? U nó phải không đổi. Chuẩn chưa? Thì Y tăng 3 P mới tăng 3 mà. Vậy đây Y tăng 3 từ 1 lên 3, P cũng từ 1 lên 3. Đấy, vậy chứng tỏ U không đổi. U trong hai tình huống bằng nhau chứng tỏ là gì nhỉ? U trong thời điểm 1 bằng U trong thời điểm 2, tức là giá trị đấy. Giá trị là gì? Giá trị là hình chiếu của đỉnh vector xuống trục hoành. Đúng không ạ? Giá trị là hình chiếu của đỉnh vector xuống trục hoành. Hình dung ra không các em? Hình dung ra chưa? Thì tức là hai hình chiếu phải trùng nhau. Hai hình chiếu trùng nhau chứng tỏ là hai vector phải đối xứng nhau qua trục hoành, đúng nhỉ? Đấy, và số được luôn là U1 nằm ở đây. Và U2 nằm bên trên đây. Nó phải buộc lòng đối xứng nhau qua trục hoành. U1 nằm ở đây, U2 nằm ở đây. Đối xứng nhau qua trục hoành nha. Đấy, nó mang cùng một giá trị.
có thể cùng âm hoặc cùng dương. Và em biết rồi, mạch chứa RL, độ lệch pha giữa U và Y không vượt quá được 90 độ nên sẽ không bao giờ có cùng âm đâu, nó sẽ cùng dương thôi. Mà cùng dương thì bắt buộc phải U một bên trên nhá, rồi U bên dưới nhá, rồi U hai bên trên. Thầy đang xét nó tăng từ từ lên thì đạt U1 trước rồi đạt U2 sau, các vector là quay ngược chiều kim đồng hồ. Chứ lại các bạn để U1 bên trên ấy thì quay ngược kia là lại quay xuống à, đúng không ạ? Quay xuôi kim đồng hồ là sai. Nên U1 bên dưới thì tăng lên U1 bên trên là U2. Nhưng nó do giá trị bằng nhau nên vector đối xứng nhau nha. Đấy chưa? Còn đây là giá trị 1 này, đây số 1 này này, đây số 1 nhá, đây là 1 này. Xong chưa? Bây giờ thằng Y2 ở đâu? Thằng Y2 ở đâu mới là quan trọng? Thằng Y2 ở đâu mới là thằng quan trọng? Tại thời điểm 2 này, cái tích này mắc, đúng nhỉ? Tại thời điểm 2 cái tích này mắc. Tại thời điểm 2 cái tích này mắc. Và thế dạy các em luôn là khi mà tích mắc thì pha của hai thằng là đối nhau. Bài toán phụ nhá. Bài toán phụ, ví dụ là ta có hai đại lượng điều hòa là E và M, đúng nhỉ? E và M mà tích của chúng mắc, E là một đại lượng điều hòa, M là một đại lượng điều hòa, tích của chúng mắc khi pha đối nhau. Pha đối nhau. Đấy, pha đối nhau. Lưu ý nhá. Ví dụ như sau này. Hai thằng này mà lệch nhau 40 độ thì khi tích của nó mắc thì pha đối nhau, pha là so với trục hoành. Pha là so với trục hoành. Đấy thì một thằng sẽ có pha là 20 độ, một thằng là âm 20 độ để cho pha đối nhau và tổng góc lệch vẫn là 40. Đây là bài toán phụ, tí nữa thầy chứng minh cho. Đúng không ạ? Vậy nhìn luôn này, tại thời điểm 2 thì tích của thằng này mắc đến đỉnh chưa? Tích của nó mắc đây này. Tích của nó mắc thì pha phải đối nhau, mà nhìn luôn này, pha của U2 đây rồi. Thì Y2 nó phải đối nhau thì sẽ bên dưới đây. Tức là Y2 thì vô tình trùng vào U1. Y2 phải trùng vào U1. Đúng không nhỉ? Trùng mới làm được. Chứ còn Y2 mà lưng chừng là không làm được đâu các em nha. Y2 mà lưng chừng là không làm được đâu. Bắt buộc pha phải đối nhau. Nhưng không có vẻ là không phải là đối xứng nhau nhá. Không cần vẽ trực tiếp là Y2 trùng đúng vào đầu U1 đâu. Bởi vì Y2 và U1 là hai đại lượng khác đơn vị. Thì độ dài vector sẽ khác nhau. Chỉ cần biết được là ở khi tích mắc thì pha đối nhau. Đúng nhỉ? Nên thằng này hợp bao nhiêu, thằng kia phải hợp bấy nhiêu, nhưng nằm bên dưới, đúng không ạ? Nằm bên dưới nhá. Rồi, và hạ vị trí xuống, đây là hai đơn vị, à ba đơn vị, xin lỗi các em, đây này, 1 này, xong rồi 3. Đúng chưa? Xong nhá. Đúng rồi, xong hết rồi đây. Xong hết rồi đây. Thế các bạn nhìn luôn này, độ lệch pha giữa U và Y là không đổi này. Cái góc phi mình đang cần gọi này, đây là góc phi này. Góc phi mình đang cần gọi này là độ lệch pha giữa Y1 và U1. Y1 và U1 lệch nhau là phi. Thì Y2 và U2 cũng lệch nhau là phi, góc này cũng là phi. Đúng ạ, góc này cũng là phi. Nhưng do nó đối xứng nhau, đây sẽ là phi chia đôi. Đúng nhận đây là phi chia đôi. Bên trên cũng sẽ là phi chia cho đôi. Xong chưa? Xong. Từ đây các bạn có được là cái gì các bạn nhỉ? Có rồi nha, có xong rồi nha. Nào mình xét này, thầy xét tam giác vuông này trước này. Thầy có được là cos phi chia cho 2, cos phi chia cho 2. Cos thì bằng kề chia cho huyền là 3 chia cho Y0. 3 chia Y0. Đúng nhỉ? Đây này. Kề là 3, còn huyền là Y0, là độ dài của vector Y2 là Y0. Tiếp tục, thầy có tiếp theo là tam giác vuông này đi. Thì góc này là phi chưa? Góc này là phi chia 2 chưa? Thì phi cộng phi chia 2 là 1,5 phi, là cos của 1,5 phi. Đấy, cos thì bằng kề chia cho huyền là 1 chia cho Y0. Đúng không ạ? Đấy, cos là kề chia cho huyền chưa? Độ dài cái này là Y0 đây này. Chỗ này sẽ là 1,5 phi. Đây là phi rồi, đây là phi chia 2 chưa? Mới đang là một dòng nha, mới có một dòng thôi. Từ đây thầy bấm máy được phi chưa? Xong rồi nha. Một dòng câu này câu 10 điểm năm ngoái đấy các em ạ. Câu điện 10 điểm năm ngoái đấy. Xong rồi đấy. Chia vế cho vế là xong nha. Ảo không các em? X chia cho 2. X chia cho 2 này. Giờ chia cho cos của 1,5x. Xong. Rồi. Đây là bằng này, một phân số này, 3 chia cho 1, 3 chia cho 1, ship xôn, đúng không ạ? Phi bao nhiêu kem tự nhập thôi, bừa đi, 30 độ đi, 48 độ, phi 48 độ, thay đây thôi nha, thay đây thôi này. Tan answer nhân với R là 40, chia cho ZL, à chia cho Omega là ZL là 100 pi, ta được L luôn, 0,14, đúng không nhỉ? A chính xác. Câu 10 điểm đấy các em ạ, 10 điểm đấy, một dòng. Sợ không? Sợ quá chứ. Sợ quá đúng không ạ? Bây giờ các em phải nhớ bài toán phụ này. Bài toán phụ là tích mắc thì pha của hai thằng đối nhau. Tức là nếu mà xét về mặt thầy có thể nói như sau này. Tích mắc thì hai vector đối xứng nhau qua trục hoành. Về pha nhé. Về mặt pha thì đối xứng nhau qua trục hoành. Đây này. U2 và Y2 là phải đối xứng nhau qua trục hoành. Tích mắc mà.
nhưng nó còn phải tích min nữa cơ, nó còn phải tích min nữa cơ. Và chắc chắn là sắp tới đây thầy sẽ live stream hay quay video những cái bài mà có tích mắc, đúng nhỉ, những bài có tích mắc. Lớp 11 của thầy sẽ dạy bài này rồi, lớp 11 2K4 là thầy đã dạy những cái bài tích mắc tích min rồi, nói điêu làm chó nha, thầy thề luôn, thầy đã dạy các em ấy tích mắc tích min rồi, nhưng ở cái phần dao động điều hòa cơ, đúng không ạ? Giờ chứng minh tích mắc nào, tích min hôm nào nó sẽ dạy, nó cũng dễ hơn tương tự như thằng này tích mắc nhá. Chứ bây giờ phải chứng minh bài toán phụ, nếu các em có bài toán phụ rồi thì cực kỳ nhanh, đúng không ạ, cực kỳ nhanh. Nào thầy có hai đại lượng này, e của chúng ta là bằng e0 nhân với cos của omega t đấy, m của chúng ta là m0, tức là hai bất kỳ nhá, cos của omega t cộng cho phi, phi là độ lệch pha của hai thằng, thầy gọi pha này là không cho nó dễ tìm, đây là phi chưa. Giờ bây giờ e nhân với m đúng nhỉ, là e0 nhân với m0, cos nhân cos bằng cái gì các em nhỉ, cos nhân cos là 1/2 cos cos đấy, 1/2 cos cos các bạn nha. Cos tổng là 2 omega t cộng với phi, và cos hiệu là cái gì các bạn nhỉ, cos của phi, cos nhân cos là 1/2 1/2 cos cos, cos tổng cộng cos hiệu, đúng rồi, không có chia đôi chia tiết gì nhá, cos cộng cos cơ, đúng không ạ, cos cộng cos cơ thì mới là 2 cos cos, cos tổng chia đôi và cos hiệu chia đôi. Như là cos nhân cos thì là 1/2 cos cos, cos tổng cos hiệu, các bạn nhớ này không, chuẩn chưa? Vậy thầy có này, để cái tích này mắc thì thằng cu này phải mắc đấy, bởi vì đây là hằng số này, đây là hằng số này, đây có một biến t, t nó biến thiên được, thì để cái này mắc thì cái này phải mắc chưa? Mà hàm cos mắc, khi hàm cos là mấy các bạn nhỉ, cos mắc thì bằng 1, và cos bao nhiêu thì là 1, là cos 0 thì là 1, đúng nhỉ? Thì chỉ khi cái này là 0 độ này thì cos 0 nó mới là 1, đúng không ạ? Thì sẽ có được là 2 omega t cộng cho phi thì sẽ bằng 0, đúng không ạ? Sẽ bằng 0 độ nhá. 2 omega t cộng phi sẽ là 0 độ. Thầy sẽ chuyển vế luôn, nhìn luôn này, omega t cộng cho phi sẽ bằng trừ omega t. Đấy, chuyển vế omega t sang chưa? Đây là cái chốt hạ của chúng ta cần tìm. Đấy, đây là cái chốt hạ. Vì sao? Omega t cộng với phi này là pha của thằng m, đúng nhỉ? Trừ omega t là gì bạn nhỉ? Đây này, omega t là pha của thằng e, đúng nhỉ? Thì omega t cộng phi là pha của thằng m chưa? Thì viết lên đây nhá. Thì phi m, omega t là pha của thằng e chưa, bằng trừ phi e chưa? Đấy, hai này đối pha nhau, đúng nhỉ? Trừ phi e, trừ phi e. Đấy, hai thằng cu này đối pha nhau, tức là nó sẽ đối để pha đối nhau, nhìn chưa? Đấy, phi m bằng trừ phi e mà cực kỳ nhanh, đúng không? Nhanh vãi, đúng nhỉ? Thì hai vector đối xứng nhau có trục hoành. Và sắp tới đây thì sẽ làm cho các em những cái video, không biết là sẽ quay ở nhóm kín hay quay ở bên ngoài, tùy nhá, động lực hay không ở các em nhá. Nếu quay nhóm kín thì các em không được học, quay bên ngoài thì các em được học. Đấy, thì sẽ quay cái bài tích min, đúng nhỉ? Tích mắc có rồi, phải làm tích min chứ, đồ thì đảo ngược lại thì làm sao? Bây đồ thì nó quay xuống dưới thì làm sao? Đây đồ thì quay xuống dưới này thì làm sao? Đây, nó như thế làm sao? Kiểu này thì làm sao? Nó kiểu hình trái tim này chẳng hạn, ví dụ như vậy đúng không ạ? Đẹp không? Đấy, kiểu tích min chẳng hạn, đúng không ạ? Tích min. Em làm như thế này. Thế đang ví dụ hình thôi nhá, đúng không ạ? Đấy, làm được, ngược được thì phải xuôi được, đúng không ạ? Thế là xong nha. Ok, đúng một tiếng thì quay liền tù tì. Đúng một tiếng cho các em. Rồi, và nút share của các em có hữu dụng hay không ở giây phút này. Rồi, và các bạn mà nếu mà thấy cái video của thầy mà hay, mà bổ ích, thì để lại comment và nhận xét hộ thầy là thầy làm video này có tốt hay không, đúng nhỉ? Buổi hôm nay có ý nghĩa hay không, buổi hôm nay có chất lượng hay không, thì rất cần những đóng góp review từ các em. Ok, chào các em nha, thầy đi ngủ đây. Bye bye các bạn.